Tổng quà việc anh chị ơi, một căn nhà một trệt hai tầng lầu tại thành phố Di An, phân khúc dưới Bình Dân anh chị nhá, đường ô tô nhá, đó rất là đẹp luôn. Đây quý anh chị, đây đây nhà mình đây, trệt hai tầng lầu xây mới 100% luôn, ngay trung tâm y tế Di An và bệnh viện Di An quý anh chị, 300m thôi ha. Đây khu dân cư này quý anh chị, đây thấy đẹp không? Đó khu dân cư nhá, ở kín hết rồi nhá. Đó quý anh chị thấy không? Ở chỗ này thực tế là em có hai căn nhá, bên đây có một căn nữa này, căn này trệt lầu hôm trước có làm video cho anh chị mình rồi này ha. Đó hôm nay làm video anh chị mình căn này nhá, một trệt hai lầu nhá, xây mới anh chị nhá, sổ hồng riêng mời anh chị vào trong. Bên ngoài là lớp cửa sắt ha, cửa bốn canh anh chị nhá, ở bên trên là có một lớp cửa cuốn nữa này. Đó đây, khu vực phòng khách nhà mình tương đối là dài, nối thẳng với khu vực sân xe máy của mình đây ha. Chỗ này sân xe máy, chỗ này phòng khách với chị ha. Còn nếu mà mình để ô tô thì mình phải để vào tới đây thế ha. Đấy, nhà này thiết kế là mới hoàn toàn, xây dựng mới hết anh chị nhá. Đấy cầu thang làm bằng kính cường lực 10 ly trong suốt nha quý chị nha. Đó, rất là đẹp ha. Cái này là bếp nhà mình quý chị nha, làm bằng gỗ tự nhiên hết ha, gỗ tự nhiên hết. Phía sau đây là khu vực nhà vệ sinh của mình này anh chị. Nhà mình là ngay trung tâm y tế Di An và bệnh viện Di An anh chị nha. Đấy, chỉ tầm 200-300m thôi. Chỗ này qua quốc lộ 1K rất là gần. Nhà mình có hai tầng lầu, ở đây là lầu 1 này quý chị, có hai phòng ngủ anh chị nhá. Đây, nhà vệ sinh thì ở phía ngoài. Căn này là nhà vệ sinh dùng chung anh chị nhá. Đấy, vệ sinh là dùng chung. Rồi, phía trước đây là phòng ngủ. Phòng ngủ số 1, phòng ngủ phía trước của nhà mình đây. Đó, có ban công ha. Đó, rồi, phòng ngủ số 2 phía sau này anh chị. Đó, phòng ngủ số 2 của nhà mình. Tất cả đều có cửa sổ rồi quý chị ha, có cửa sổ nha. Rồi, mời anh chị lên lầu 2 đi, lên lầu 2 anh chị ơi. Lầu 2 anh chị nhá. Lầu 2 nhà mình là 65m anh chị nhá, ngang 4m rưỡi, dài 14.5 á. Đây, khu vực nhà vệ sinh trên lầu 2 này. Đó. Ở phía sau đây. Sau này là khu vực sân sau nhà mình nha quý chị nhá, giặt và phơi đồ sau này. Đó có đi đường ống nước để mình để máy giặt đồ đó quý chị ha. Rồi, ra phía trước đi anh chị. Chỗ này mình có thể làm phòng ngủ hoặc phòng thờ anh chị nhá. Nếu mà làm phòng ngủ là nhà mình có 3 phòng ngủ, còn nếu làm phòng thờ thì chỉ có 2 phòng ngủ anh chị nhá. Đó một khu vực rất là rộng quý chị. Căn này là một trệt 2 tầng lầu, ngay trung tâm y tế Di An, ngay bệnh viện Di An, về Thủ Đức rất là gần, gần trục đường quốc lộ 1K anh chị nhá. Rồi, căn nhà này quý anh chị, căn nhà này là 3,4 tỏi anh chị nhá. 3,4 tỏi. Thương lượng mạnh anh chị.